Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành Napka. Hôm nay thì mình sẽ nói về Dragon Ball Legend nha các bạn. Rồi thì video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm nhiệm vụ để sở hữu được cái con Ultra Vegeta với lại con Ultra con này Omega. Đầu tiên sẽ là con Vegeta trước nha các bạn. Khi mà các bạn hoàn thành hết tất cả các nhiệm vụ thì các bạn sẽ được 10 cái mảnh này. Đủ 100 mảnh thì chúng ta mới ghép được cái con Vegeta này. Rồi cái nhiệm vụ này các bạn hoàn thành 3 cái thử thách Vegeta trong cái hoàng tử của Saiyan các bạn, Vegeta Battle. Cái này nếu mà các bạn không biết á, không biết nó ở chỗ nào thì mình chỉ cho dễ lắm. Các bạn bấm vào chỗ này nè, nó sẽ đưa các bạn cái link tới đó. Đây đó, các bạn đánh. Rồi, ở đây thì nó sẽ hỏi một cái là, nó hỏi nè, Death Slot Condition, nó hỏi bắt buộc bạn phải có con Vegeta WL0204E. Nó là con này nè các bạn. À sorry, cái con các bạn muốn biết con nào thì đầu tiên các bạn muốn biết, các bạn sẽ nhấn giữ vào cái con tướng thì chúng ta sẽ có thông tin của tướng nè. Rồi là không phải con này nha. Rồi mình chỉ cho cái con đó các bạn. Để đánh cái đó thì chúng ta bắt buộc phải có một cái con, và cái con đó là con tím. Con tím thì chúng ta sẽ lấy ở đây. Các bạn vào chỗ event á, các bạn vào chỗ này nè, các bạn đánh cái ải này nè. Đây, các bạn đánh cái ải Vegeta này nè. Rồi các bạn đánh này thì các bạn sẽ được cho cái con Vegeta nha. Rồi chọn đại con nào cũng được các bạn. Ok. Rồi chúng ta sẽ có nè. Đó, nó cho mình 100 cái này. First time thì qua thì nó sẽ thưởng cho các bạn cái con tướng này. Ok, chúng ta sẽ có con tướng đó nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ quay lại cái chỗ nhiệm vụ. Rồi mình sẽ quay lại chỗ cái nhiệm vụ lấy cái con Ultra Vegeta. Quay lại đây. Rồi đây, chúng ta sẽ bắt lại cái chỗ này, hòn clear cái này. Nó kêu là mình clear cái này 3 lần, tới là lần thứ 5 luôn nè các bạn. Hoàn thành hết nè. Rồi thì đầu tiên thì mình sẽ hoàn thành 5 cái này trước các bạn. 5 cái này thì đơn giản thôi, chúng ta đánh mấy lần cái nhiệm vụ đó là được. Rồi chỗ này các bạn chọn tướng, các bạn chọn cái con tướng vừa rồi mà chúng ta vừa được thưởng á. Bạn để bạn chọn filter, bạn chọn cái này nè. Ok, lấy con này gắn vô. Vậy là được nha. Rồi các bạn vừa thấy nó hiện lên cái chỗ là nó thông báo thành công đúng không? Nó thông báo nhiệm vụ á. Đây này các bạn xem nè.
Giờ mình đánh tiếp ải này. Nói chung là các bạn đánh hết tất cả các ải này và các bạn dùng cái con Vegeta chúng ta vừa được cho. Đó, bắt buộc phải có con Vegeta trong team nha. Rồi, ok. Chúng ta clear hết cái ải này luôn nha các bạn. Đó, nó hoàn thành rồi, thấy không? Các bạn thấy ở trên không? Nó có hoàn thành rồi đó. Wow. Có một tí xíu mà thời lượng video nó lên tới 7 phút mấy rồi. Đó, ở đây nó báo là clear 5 cái rồi kìa. Rồi, ở đây thì nó mở thêm một số cái nữa nè. Nhưng mà để mình quay lại cái phần nhiệm vụ cho các bạn coi nó khi mà các bạn chơi thì nó đòi hỏi tới đâu. Không cần phải đánh full cái đó các bạn. Đây, special. Bạn vào đây. Rồi, chúng ta clear 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 clear. À còn hai cái nữa các bạn. Clear 4 battle với lại 5 hoàn thành 5 lần. 5 lần nha. Mình mới đánh được có 4 lần à, chúng ta vẫn còn chưa đủ. Quay lại nào. Ta lại vào cái chỗ này. Rồi, các bạn lại vào đây. Ở đây nè. Kể đi các bạn, đây chỗ này nè. Rồi, các bạn đánh cái ải này. Chúng ta thử để Intel win cái này thử nó có được không nha các bạn. Nó lỗi thì chúng ta sẽ vào và thử lại. Cái này đều mới hết nên data nó load hơi chậm xíu.
Để xem nó có bị lỗi gì không nha. Không lỗi gì thì ok. Rồi, ok luôn các bạn. À, bây giờ là chúng ta đánh mấy cái này để nhận một số cái tài nguyên khác. Giờ mình cái đó thì nó không có liên quan tới nhiệm vụ, thì các bạn cày mảnh thì các bạn vào đó các bạn đánh. Rồi quay lại special nè. Rồi đủ hết rồi nha. Bây giờ chúng ta còn hai cái nhiệm vụ cần làm nữa, đó là Land Any Vista Character Special Movie 3 Time. Ở dưới này là Ray Vista này lên Friendship Rank 3. Friendship Rank nha ba. Ba cái DBL0304E này nè, chính là cái con này các bạn. Để mình vào này cho bạn coi. Rồi chúng ta vào Party Information là thông tin tổ đội ha. Các bạn nhấn vào giữ con này nè, nó sẽ có tên nè. DBL03-04E. Tức là các bạn phải nâng Friendship con này lên 3 thì cái nhiệm vụ đó nó mới xong. Friendship thì nâng đâu các bạn? Đây. Nó có rất là nhiều kiểu để nâng Friendship. Mà cái mà giúp tăng Friendship nhanh nhất chính là chúng ta dùng ở đây, đánh trong Last Fight. Đánh trong Last Fight là cách để chúng ta tăng Friendship nhanh. Ngoài ra thì bất cứ đi đâu làm gì bạn cũng dùng nó để các bạn đánh thì nó cũng tăng Friendship. Mà trong cái Last Fight này là cái giúp cho các bạn tăng Friendship nhanh nhất, đặc biệt là trong giai đoạn newbie các bạn. Giai đoạn newbie thì đánh Last Fight này là cách hay nhất để chúng ta ấy được các bạn. Rồi cách là cách nhanh nhất để giúp chúng ta mà nhận được friendship. Rồi nó tăng như vậy là tăng friendship nha. Chừng nào nó lên full cây nó sẽ tăng một bậc. Và cái này thì mỗi ngày các bạn làm được 3 lần thôi. Đó này nó tăng nè, Friendship Level Up nè. Tăng đầy đó thì chúng ta sẽ lên được Level 2, sau đó chúng ta tăng lên Level 3. Ok chưa các bạn? Các bạn lên được Level 3 thì các bạn sẽ hoàn thành nhiệm vụ và nhận được cái con Vegeta. Rồi, giờ tới cái nhiệm vụ tiếp theo. Giải thích cho các bạn luôn để chúng ta dễ sở hữu tướng ha. Đây các bạn. Rồi ở đây nó có một cái nữa nè. Cái ray này thì các bạn biết rồi đúng không? Đây nó có nè, Land Any Vista Character Special Movie 3 Time. Rồi, vô đây mình làm luôn cho các bạn. Chọn một cái nào đó, đại một cái nào đó các bạn nha. Rồi những con mà thuộc lớp Vegeta các bạn sẽ chọn một con thuộc lớp Vegeta.
Ví dụ ở đây mình lấy con 5.000 để cho nó khỏi bị chết sốc. Không thì các bạn bật con này là con Vegeta này, con này cũng được này, con này cũng được nè, nói chung con nào cũng được các bạn. Con nào mà con cả đích hồi xưa các bạn chọn. Rồi ở đây các bạn tắt cái install win đi, tắt nha. Trời, mình tưởng cái video nó ngắn lắm chứ. Hướng dẫn cái nhiệm vụ đơn giản chơi chơi thôi mà tốn gần mười mấy phút. Vậy tính ra chơi cái này cũng khá tốn thời gian các bạn nha. Có bạn hát hỗ trợ rồi nhưng mà cũng tốn khá khá à. Rồi tắt auto đi các bạn. Để mình chỉ cho các bạn đây. Cái special movie skill nó là cái này nè, cái thẻ blue nữa các bạn, cái thẻ tốn 50 năng lượng nè. Rồi xài. À lý câu hố trưởng. Ok. Rồi giờ các bạn để các bạn vào chat nè. Rồi chúng ta vô chỗ nhiệm vụ ha. Special. Rồi chúng ta cùng kiểm tra nha. Đây, Land Any Vista Character Special Movie 3 Time là chúng ta được một lần rồi này các bạn, thấy chưa? Các bạn chỉ cần dùng cái đó 3 lần là được nha. Các bạn dùng cái đó 3 lần là ok, đánh bất kỳ cái ải nào miễn là các bạn xài skill đó là được. Bất kỳ cái ải nào nè các bạn. Những con nào mà thuộc con Calix đều được. Rồi chờ thẻ ra thôi các bạn. Chưa ra. Xài này luôn, cũng ra luôn các bạn, mấy con dụm dỗm nó không trả có gì. Chết luôn.
Rồi, mới vô nó cũng trả cho thẻ các bạn, khá xui mà con này cá trâu nè. Các bạn dùng 3 lần trong 3 cái trong một lần cũng được nếu mà nó có ra nha. Rồi đợi thẻ đi các bạn, tiếp tục cái nữa, chả có. Ê, con này nổ lên nó làm mất ấy luôn chứ. Yeah, nó đi rồi các bạn. Nó né rồi, hình như là mỗi lần nó né nó sẽ không tính đâu nha các bạn. Đối phương mà né là mình nhớ không nhầm là nó sẽ không tính. Thôi 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 còn risk in rớt nữa chứ. Ở chịu khó chờ. Nhiệm vụ này thì ít nhất cũng cần các bạn làm đi làm lại cũng vài ngày. Tại vì chúng ta cần phải được ấy bạn, chúng ta cần phải tích đủ, phải cày được rank seed lên 3 nên sẽ khá tốn thời gian một chút. Có ông xin thẻ nó đi. Thật sự là không có các bạn. Chán thế. Special. Thôi để mình chưởng nó chết luôn các bạn. Rồi chúng ta cùng đánh lại. Right. Hoàng tử gì đâu mà thấy xịn, thấy cùi quá trời cùi. Chơi trên giả lập thì khó né một xíu các bạn, điện thoại thì chúng ta vuốt nó lẹ hơn. Rồi, đã tránh cái việc mà nó né. Ơi ơi, chứ kỳ vậy bạn. Hay ghê các bạn, nó biết mình xài kêu mình né không được. Trước khi xài kêu thì các bạn sẽ né được, còn bạn xài kêu rồi thì thua không né được. Sorry bạn nhé, bạn bị bắt bài rồi, rồi đó nó né các bạn. Giờ thì không còn gì nó né thì mình chưởng một hit. Lại không ra các bạn, hiếm quá. Thôi mà đánh, để đánh lại lần nữa cho chắc, một lần ra được một lần là ngon rồi. Lúc mà nó lao vào chúng ta chưởng từ xa là chúng ta sẽ ngắt cái đòn lao vào của nó được các bạn. Tấp luôn. Mình nghĩ nó không ra nữa đâu.
Đó, lại ra thẻ gì đâu không? Rồi mình vào cho các bạn coi này vậy nha các bạn. Các bạn cày friendship lên lên 3 cộng với các bạn xài 3 lần special skill giống như cái mà mình vừa rồi mình làm á. Nó tích được 2 lần rồi nè. Bạn thấy ha, được 2 lần rồi. Chúng ta phải trưởng thành công nó mới tính nha. Các bạn trưởng thành công nó mới tính nha, các bạn trưởng hụt nó không tính nha các bạn. Lưu ý điều này giúp mình. Các bạn trưởng thành công nó mới tính. Còn đây là hoàn thành hết tất cả các nhiệm vụ ở đây thì nó thưởng cho các bạn 10 nữa là các bạn được cái con Vegeta. Thì video sau thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn con Omega. Sẵn đó thì mình khoe cho các bạn xem cái chiến tích mình xong cái nhiệm vụ con này luôn cho các bạn xem ha. Có một số con khi các bạn dùng thẻ nó sẽ cho thẻ special đó, không biết con nào cho, con này cho không ta, lâu quá không nhớ các bạn. Mấy con Legend Limited thì mình nhớ, hơn mấy con này ít dùng quá. Rồi cái thẻ green của con này là đổi thì đấm thành thẻ trưởng. Tôi quan tâm cái thẻ kia kìa, không ra luôn. Ui chán thế. Biến hình các bạn. Con này như là cũng là đổi thẻ thì phải. Rồi để xem các bạn, nhận là cái thẻ này no green. Thôi video sau thì mình sẽ cho các bạn xem cái còn còn list nhiệm vụ này luôn nha. Mình cài lên Friendship 3 với lại xài 3 lần cái này là được. Rồi thì hiện video sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiếm cái con Omega Siron Ultra nha các bạn. Nói chung là cái này thì nó không khó, nhưng mà đối với một số bạn newbie thì nói chung là hơi khó hiểu một chút các bạn.